Đó, sang mục 7 là chèn các ký tự đặc biệt. Đấy, chèn các ký tự đặc biệt. Bây giờ để dễ hiểu cái phần này, tôi sẽ hướng dẫn ngay cái bài tập 5. Bài tập 5 là cái bài tập này. Này. Mở một tập văn bản mới, lý lịch, châm đốc, soạn thảo và định dạng theo mẫu. Các đường chấm chấm dùng tab top. Chèn hình dùng phông chữ là building. Thế ở đây chèn ký tự đặc biệt là những cái làm nào mà chèn được cái những cái ký tự này, cái kính này, địa chỉ thư, thì là chúng ta có cái phông thư và điện thoại, chúng ta chèn thêm cái điện thoại này. Ví dụ bây giờ làm nào chèn được cái điện thoại này vào. Đấy. Thì tôi sẽ làm như này. Ví dụ để chèn điện thoại vào cái chỗ này thì chúng ta sẽ nhảy insert này đến cái mục symbol. Rồi nhảy mục symbol thì chúng ta chọn là more symbol là nó đầy đủ. Thế những cái nào hay dùng thì nó hiện sẵn ở đây để more symbol thì ở đây nó có rất nhiều các cái phông chữ và các ký tự, thì ở đây chúng ta chọn cái này building là như này, thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta những các ký tự đặc biệt này. Ví dụ là tất cả những cái ký tự đặc biệt là trong cái bài tập nó đều ở cái này. Bây giờ thì nháy vào cái điện thoại này. Sau chúng ta nháy vào cái nút insert. Insert thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó chèn ở đây, cái điện thoại nó chèn ở cái chỗ mà con trỏ này. Sau chúng ta phải đóng này, close thì nó mới mất cái hộp thoại này, close. Thì cái điện thoại ở đây nó là bé. Bây giờ muốn to, những cái hình ấy muốn to thì nó vào home này. À, cũng không cần, chúng ta chọn vào này, nháy phải chuột ở đây ra một cái menu. Tôi sẽ chọn nó là ví dụ như là cỡ 36 chẳng hạn, thì nó ra nó chèn được cái hình ảnh cái điện thoại to như này. Thế là muốn xóa nó làm nào? Muốn xóa thì chúng ta chọn nó lấy nháy phải chuột và chọn nó như là chọn khối ấy. Và sau đó ấn phím delete là mất. Đấy. Thế trở lại bài tập số 5. Trở lại bài tập số 5 thì là ở đây tôi hướng dẫn cái cách làm bài tập này. Hai cái dòng đầu này thì là chúng ta đánh hai dòng đầu này chúng ta đánh theo tab stop. Bây giờ tôi đánh dấu khối hai hai cái dòng này lại. À, thì chúng ta thấy là cái này là nó có cái tab top là cân giữa này, ở chính giữa cái cột này, Ủy ban Nhân dân phường Kim Mã và số bao nhiêu năm 2017. Ừ, thì cái này là đánh theo tab top là cân giữa. Thế còn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc thì cũng là theo một cái tab top đây. À, cái tab top này cũng là tab top cân giữa. Thế còn những cái dưới này thì là riêng cái dòng này, dòng đầu này chúng ta có hai cái tab top, chúng ta đánh bằng cái để chỗ chỗ này sau cái chữ nữ này là một cái tab top ở canh bên phải. Thế còn ở cuối này là một cái tab top ở canh bên trái. Thế còn ở đây có một cái tab top này, bốn dòng này là một tab top là canh bên phải. Và đây là leader của chúng ta là đường chấm chấm.
Thế khi mà các bạn xem đến cái phần này thì các bạn hãy dừng màn hình để cho nó hiện cái bài tập này, và chúng ta dành thời gian để làm cái bài tập này trong khoảng 15-20 phút thì chúng ta sẽ lại cho cái video nó chạy tiếp và để học tiếp. Thì cái này chúng ta làm khoảng độ 15-20 phút cái bài tập này. Chúng ta ngay trong cái màn hình Word trên máy tính của các bạn là làm ngay bài tập này. Thì sau khi làm xong bài tập này, các bạn học tiếp sang cái mục tiếp theo là cái mục 8, chen hình ảnh vô văn bản. Chen hình ảnh vô văn bản thì là chèn như thế này. Chúng ta có mục Insert, đấy. Sau cùng nháy vào cái nút Picture là để chèn vào cái ảnh, hoặc là chèn vào cái màn hình là dùng cái nút là Screenshot. Thế bây giờ tôi sẽ giới thiệu cái cách cách mà chúng ta chèn hình ảnh vào đây như thế nào. Thì trên đĩa của chúng ta là phải có một cái ảnh, có những cái ảnh sẵn rồi. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi muốn chèn một cái ảnh vào đây. Này để con chọn này thì sẽ chọn insert. Đầu tiên chọn insert này, thì ở đây nó có cái mục picture. Picture các bạn nháy vào picture này, nháy vào picture, sau đó thì là chúng ta di chuyển tìm cái thư mục nào chứa cái ảnh. Ví dụ ở đây cái thư mục của tôi là có một cái ảnh thì chọn cái ảnh này, sau chúng ta insert vào. Đấy. Khi insert vào thì cái ảnh này nó coi như một ký tự. Đấy. Trên dòng văn bản, coi như ký tự trên dòng văn bản. Và bây giờ tôi thu nhỏ cái ảnh này lại, nháy đưa con chọn vào đây cho nó thành mũi tên hai đầu, rồi xong được cho nhỏ cái ảnh lại. Thì cái ảnh nó quay lên một ký tự trên một dòng, sau sau đó chúng ta có thể đánh đánh văn bản này tiếp. Đây coi như là một cái ký tự. Thế bây giờ làm nào để cái ảnh mà nó lại trôi nổi, chữ nó viền chung quanh, thì chúng ta làm nào, chúng ta nháy phải chuột ở đây và nháy vào cái mục là format picture, nhảy ở này. Thì ở trên cái trên menu chính nó xuất hiện một cái mục là picture tool và cái mục format. Đấy. Format này thì chúng ta ở đây nó có rất nhiều các cái chức năng để chúng ta sửa cái ảnh, nhưng ở đây tôi chỉ làm một cái mục đích là để cho cái ảnh nó trôi nổi trên văn bản, thì tôi chọn là cái Reptex, nháy vào mũi tên này. Chúng ta chọn cái là Square, nháy vào đây. Khi đó thì chúng ta có thể kéo cái văn bản này đi trôi nổi, kéo cái ảnh trôi nổi trên văn bản, và văn bản nó viền chung quanh cái ảnh này được. Đấy. Thì đấy, chúng ta muốn để nó ở giữa này cũng được, hay chúng ta để vào góc này chẳng hạn, ở sát bên rìa này cũng được. Đấy. Thì nó sẽ tự động thì rất đẹp. Bây giờ tôi giới thiệu là bây giờ tôi chèn một cái màn hình, ví dụ tôi chèn một cái màn hình, một nguyên một cái màn hình, ví dụ màn hình này, chèn cái màn hình của PowerPoint này vào trong văn bản làm như thế nào. Thì chúng ta mở cái màn hình ấy ra, màn hình PowerPoint. Bây giờ tôi mới chèn cái màn hình này vào chỗ này, ở đây cái đoạn này.
À, bất kỳ một cái màn hình nào của Windows chúng ta phải chèn theo cái ấy. Insert này, nháy với mục screenshot. Screenshot nháy vào đây. Thì ở đây nó có những cái màn hình, cái màn hình đang mở nó hiện ra danh sách đây. Bây giờ tôi chỉ nháy vào đây là được. Chúng ta nháy vào đấy như vậy được ngay cái đây, chúng ta nháy vào lúc này là tiểu như rồi. Đấy, như vậy là chúng ta có một cái màn hình PowerPoint đang hiện. Là như thế. Thế bây giờ tôi giới thiệu là cái cách mà chúng ta lại ví dụ trên trên cái một cái màn hình như thế này, chúng ta lại muốn cắt một miếng con ở cái chỗ chỗ này chẳng hạn. Đây ví dụ như một cái vùng nào đó trên màn hình thì chúng ta có thể là cắt được cái màn hình. Thì để cách làm như thế này, đầu tiên là chúng ta phải hiện cái màn hình cần cắt ra đã, sau chúng ta trở về cái văn bản của chúng ta. Đấy. Chúng ta chọn insert này, chúng chọn screenshot nháy vào đây, chúng ta chọn screen clipping nháy vào đây. Nháy vào đây thì là cái màn hình chúng ta vừa mới hiện nãy nó mờ đi. Bây giờ tôi muốn cắt một cái vùng này, hai cái slide đây cắt này, tôi quanh lại. Như vậy là cái màn hình nó chui ngay vào văn bản này, à cái phần cắt ấy chui ngay vào văn bản. Đây chúng ta được một miếng cắt này. Thế thì đấy là cái đấy là tôi đã giới thiệu là cách đưa một cái màn hình, một cái cửa sổ của Windows vào, và cũng như một phần của cửa sổ vào trong văn bản. Cái này rất là thích hợp, rất là tiện dùng trong việc chúng ta làm sách hướng dẫn về Windows, các ứng dụng trên Windows thì chúng ta rất cần cái điều đó. Thế bây giờ chúng ta sang một cái bài tập. Sang bài tập số 8 là soạn thảo đoạn sau cùng với ảnh. Đây. Bây giờ chúng ta cái bài tập số 8 này. Bài tập số 8 này để hướng dẫn cách làm. Tức là cái dòng đầu tiên này chúng ta chọn là có là đánh nó cân một giữa này. Sau đó thì là đóng khung này, đóng khung và làm nền màu vàng, khung thì màu ở đây là màu đỏ. Và văn bản này đầu tiên chúng ta nhập thô, chưa định dạng gì cả. Và dưới văn bản chúng ta đánh vài cái dòng trống, một hai dòng trống. Sau đó chúng ta đánh dấu khối, chúng ta định dạng hai cột. Và ở đây chúng ta chọn là định dạng là bullet nữa, là cái dấu hiển thị này. Sau đó chúng ta lấy một cái ảnh máy tính nào đó, các bạn chọn ở đâu cũng được, rồi chèn vào đúng cái vị trí này. Và đây cũng lưu ý rằng đánh theo bullet ở đây thì là đối với mỗi một cái paragraph đoạn này, các bạn phải cái dòng thứ nhất thì là lùi vào, còn từ dòng thứ hai trở đi phải sát lề của cái cột, sát lề của cột. Ở đây các cột này có yêu cầu như thế này, là mỗi cột đều có căn bên trái, ở bên này căn bên phải, ở giữa hai cột thì là có một cái vạch đứng. Thế đến đây các bạn có thể dừng cái video lại và cho hiện cái bài tập này. Chúng ta sang cái cửa sổ Word của mình và chúng ta soạn theo đúng yêu cầu bài này.
Đấy, bài này các bạn làm khoảng 20 phút, nếu bạn nào làm chậm nửa tiếng thì xong cái bài này. Đấy, xong bài này thì chúng ta sẽ tiếp sang phần sau.